Xem tuổi chồng 1996, vợ 1997 có hợp nhau không? Luận giải tuổi vợ chồng hợp nhau hay không với Tử Vi Việt Nam. Nội dung luận giải theo ý kiến cá nhân nên quý vị có thể tham khảo. Cùng luận giải tuổi chồng 1996, vợ 1997 có hợp nhau không trong video này nhé. Thông tin tuổi chồng 1996, vợ 1997. Về năm sinh, tuổi chồng là 1996, tuổi vợ là 1997. Về mệnh, tuổi chồng là giảm hạ thủy, tuổi vợ là giảm hạ thủy. Về cung, tuổi chồng là cung tốn, tuổi vợ là cung chấn. Về niên mệnh năm sinh, tuổi chồng là mộc, tuổi vợ cũng là mộc. Luận giải chồng 1996, vợ 1997 có hợp nhau không? Xét về mệnh, mệnh chồng là dương thủy, mệnh vợ là âm thủy. Tổng điểm là 1/2 là tương hỗ. Không giống như quy luật tương sinh, có thể là sinh nhập hoặc sinh xuất. Tương hỗ trong phong thủy về cơ bản là một mối quan hệ khá tốt, chỉ sự cộng sinh, hai bên cùng có lợi, cùng hỗ trợ nhau để phát triển và lớn mạnh hơn, hoặc bổ trợ những điều tốt nhất cho nhau. Có thể thấy rất rõ điều này trong cuộc hội ngộ giữa hai bản mệnh Thủy và Thủy. Xét can chi. Can chi chồng là Bính, can chi vợ là Đinh. Tổng điểm là 1/2 là Bình Hòa. Có nhiều cách và nhiều quan điểm xem tuổi vợ chồng xung hợp, trong đó xét theo thiên can được cho là phổ biến và đem lại kết quả chính xác nhất. Nếu hai vợ chồng mang thiên can là Bính và Đinh, cuộc sống của hai người về cơ bản gói gọn trong hai chữ Bình Hòa, tức là mọi thứ đều ở mức trung bình, không xung cũng không hợp, không xấu mà cũng không tốt. Nó ở mức cân bằng, tự chủ và tương đối an toàn. Xét thập nhị địa chi. Địa chi chồng là Tý, địa chi vợ là Sửu. Xét tuổi chồng là Bính Tý. Chuột trong sơn động, người này có tính cách chính trực, cẩn thận tỉ mỉ và biết kính trên nhường dưới, mọi việc đều biết giới hạn. Giản hạ thủy xuất phát là con sóng nhỏ, sau trở nên chạy xiết, nối liền dòng Nam Bắc, đứng đối mặt với cung vị khảm ly. Bính dần hỏa, chứa linh khí tinh túy, sinh vào bốn mùa đều có đức. Nhập quý cách, chủ về người đứng đầu thiên hạ. Phàm là người, sinh năm Bính Tý, thường tư chất khoáng đạt, kiến thức sâu rộng. Sinh vào mùa xuân hạ, có nhiều thành tích đóng góp, nhất là theo công trình thủy lợi. Xét tuổi vợ là Đinh Sửu. Trâu nuôi ăn cỏ là người có tính cách cương trực, không sợ kẻ ác, có tài năng và trí tuệ. Tuy thông minh nhưng lại không thành đạt. Giản hạ thủy xuất phát là con sóng nhỏ, sau trở nên chảy xiết, nối liền dòng Nam Bắc, đứng đối mặt với cung vị khảm ly. Là mệnh thủy tụ phúc, ưa nhất gặp kim, nếu nạp âm thủy mộc vượng khí, âm dương hài hòa, tất thành người hiển quý, phát đạt. Tổng điểm là 2/2 là lục hợp. Lục hợp được hiểu là mối quan hệ ám hợp, là quý nhân đứng trong bóng tối, giúp đỡ bạn. Vì thế mà định nghĩa này được gọi là 6 cặp quý nhân. Lục hợp sẽ tạo nên sự may mắn cho nhau, cùng nhau làm ăn thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Xét cung phi bát tự. Cung phi chồng là Tốn, cung phi vợ là Chấn. Tổng điểm là 2/2 là Diên Niên. Chồng sinh năm 1996, tức cung Tốn Mộc, lấy vợ sinh năm 1997, tức cung Chấn Mộc mà gặp được Diên Niên thì rất tốt. Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc là một sao tốt, mang ý nghĩa về sự đoàn kết, củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu thuận lợi và hạnh phúc. Trai cùng Tốn lấy gái cùng Chấn, phước đức cũng nhờ ở tổ tông. Tốn Chấn phối hợp đẹp mây rồng, cửa nhà thịnh vượng còn cháu quý, đại phú giò thiên tiểu phú cần. Được số phú quý chọn đời an phận, tiền bạc điền sản thặng dư, duyên nợ vợ chồng trăm năm viên mãn. Xét ngũ hành cung phi. Ngũ hành cung phi chồng là mộc, ngũ hành cung phi vợ cũng là mộc. Tổng điểm là 1/2 là tương hỗ. Gắn liền với ngũ hành phong thủy là các mối quan hệ tương sinh, tương khắc hay tương hỗ. Trong đó, mỗi một yếu tố lại có tác động thúc đẩy hay ức chế một trong các yếu tố còn lại. Với mộc và mộc, mối quan hệ giữa hai hành này chính là tương hỗ.
Tương hỗ có nghĩa là hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau ngày một phát triển hoặc cả hai cùng bổ trợ cho nhau những điều tốt nhất. Xét theo cao ly đầu hình. Theo khóa đón số vợ chồng của cao ly đầu hình thì nam dụng can, nữ dụng chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là bính, nếu lấy người nữ có chi là sửu. Thì vợ chồng làm ăn phát đạt, tuy có thời gian khốn khó, nhưng hết cơn bỉ cực đến hồi vinh sang. Đến khi có con đầu lòng thì cuộc sống mới khấm khá hơn. Tuy nhiên, vợ mang bệnh tật, phải di chuyển vài lần thì mới tìm được chỗ an cư lạc nghiệp. Trăng còn có khi tròn khi khuyết, tình đôi ta chỉ biết thủy chung. Ngàn năm mấy ẩn bóng trăng lòng, nước trong trăng rọi trứng lòng sát son. Kết luận, điểm số là 6 trên 10. Chồng 1996, vợ 1997 có hợp nhau không? Theo tử vi Việt Nam thì hai bạn có điểm số trung bình, cho thấy vợ chồng bạn khá hợp nhau nhưng vẫn có phần xung khắc. Trong hôn nhân có những lúc cãi vã nảy lửa hay xung đột, tài chính có nhưng không dư dả mấy. Nếu biết cách hóa giải thì sẽ bớt được sự xung khắc. Ngoài ra, hai bạn cần tin tưởng và yêu thương lẫn nhau, nhường nhịn để gìn giữ hạnh phúc, tránh gây gổ quá đà, mất kiểm soát mà phá vỡ đi mối quan hệ của chính mình. Tử vi Việt Nam mến chúc hai bạn có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống, yêu thương nhiều hơn, bao dung, thứ tha và lắng nghe nhiều hơn. Dù như thế nào thì Tử vi Việt Nam vẫn ở đây và chờ những lời tâm sự từ hai bạn. Đừng quên để lại lời nhắn của mình ở phần comment phía dưới nhé. Chúc hai bạn có được hạnh phúc viên mãn.